Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Các bạn đừng quên bấm like, share, đặc biệt là nhấn vào nút đăng ký kênh. Nhớ bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé. Liên quan đến việc Tiến Luật khen diễn viên Thúy Ngân giống diễn viên Nhật, lập tức bị anti-fan chỉ trích. Mời các bạn xem nội dung chi tiết. Khen Thúy Ngân như diễn viên Nhật, Tiến Luật bị chỉ trích. Thúy Ngân khoe dáng cực chuẩn. Tuy nhiên lời bình luận của đàn anh tiếng luật khiến dân tình lập tức phản ứng. Vừa qua trên trang cá nhân, Thúy Ngân đã có màn khoe nhan sắc nức nở. Đặc biệt thân hình đầy quyến rũ với đường công cơ thể nóng bỏng đã được nữ diễn viên phô bày khi diện trên mình bộ đồ hai mảnh đi biển. Bên dưới bài đăng, ai nấy đều phải suýt xoa trước sắc vóc nức nở của Thúy Ngân. Đặc biệt, nam diễn viên tiếng luật cũng đã vào gửi lời bình luận trêu đùa khi thấy cô em thân thiết có màn bung lụa đầy táo bạo như diễn viên Nhật Nha thậm chí tiến luật còn tác cả Lâm Vĩ Dạ vào để phối hợp chọc ghẹo Thúy Ngân. Xong, dù nhiều người biết rằng đây chỉ là màn trêu đùa của tiến luật thế nhưng anh vẫn bị chỉ trích vì cho rằng lời nói này đã quá trớn. Trước phản ứng của cư dân mạng, cả Thúy Ngân và tiến luật đều phải lên tiếng giải thích vì câu nói trên bị cho là quá nhạy cảm. Anh em trong nhà chọc nhau thôi cả nhà ơi, Thúy Ngân cho hay. Thúy Ngân, tiến luật, Lâm Vĩ Dạ đều là những người đồng nghiệp thân thiết. Họ đã có màn kết hợp cực ăn ý và hài hước trong chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Bên cạnh những màn tương tác duyên dáng trên truyền hình, những thành viên trong chương trình Bảy Nụ Cười Xuân ngoài đời cũng có mối quan hệ anh em rất thân thiết, thậm chí còn nhiều lần cùng nhau đi du lịch và ghi lại những kỷ niệm đẹp bên nhau. Thúy Ngân hiện là nữ diễn viên nhận được nhiều tình cảm của công chúng. Những năm gần đây, nữ diễn viên được ủng hộ khi tham gia loạt vai diễn trong gạo nếp gạo tẻ, cây táo nở hoa. Ngoài ra, Tên tuổi của Mỹ Nhân 90 còn phủ sóng qua nhiều chương trình thực tế có lượt xem khủng như bảy nụ cười xuân, chạy đi chờ chi. Từng gấp mặt trong đấu trường nhan sắc, thế nhưng Thúy Ngân lại cho thấy cái duyên của mình nhiều hơn và thành công ngoài mong đợi với lĩnh vực diễn xuất. Nhiều năm trở lại đây, cô còn thăng hạng nhan sắc đáng kể, thậm chí khi so kè cùng giang hậu còn lấn lướt các đàn em như Tiểu Vi, Lương Thùy Linh hay Thảo Nhi Lê.